Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Vĩnh Yên vừa tổ chức ngày hội hiến máu vì sức khỏe cộng đồng. Tham gia hiến máu tình nguyện có trên 1.200 cán bộ công chức viên chức thành phố Vĩnh Yên và cán bộ công nhân viên, người lao động công ty cổ phần Pride Group. Hành động hiến máu cứu người của các tình nguyện viên thể hiện tinh thần vì cuộc sống cộng đồng, góp phần cùng ngành y tế giải quyết tình trạng khan hiếm máu, mang lại niềm vui, sự sống cho hàng nghìn lượt người bệnh. Do làm tốt công tác chuẩn bị nên các khâu khám sức khỏe, xét nghiệm và lấy máu diễn ra nhanh gọn, đúng trình tự, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Kết quả, ban tổ chức đã thu gom được 816 đơn vị máu, vượt so với kế hoạch 116 đơn vị máu. Tại ngày hội hiến máu, Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên tặng giấy khen cho công ty cổ phần Pride Group và 9 cá nhân. Hội chữ thập đỏ tỉnh tặng giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác hiến máu cứu người năm 2020. Hội nông dân huyện Tam Dương tổ chức trao vốn hỗ trợ nuôi bò sinh sản cho hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hai xã Hoàng Lâu và Hoàng Đan. Vốn hỗ trợ nuôi bò sinh sản được trao cho hộ ông Lê Văn Tấn, thôn Lau, xã Hoàng Lâu và hộ bà Đào Thị Phương, thôn Đoài Đỗ, xã Hoàng Đan. Đây là hai hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 10 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được vận động từ cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn toàn huyện. Trao vốn hỗ trợ nuôi bò sinh sản là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên tinh thần, hỗ trợ về vật chất và giúp các hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình, góp sức đưa bộ mặt nông thôn mới của địa phương ngày một khởi sắc và phát triển. Trước những diễn biến phức tạp khó lường của đại dịch COVID-19 với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng, hệ thống các tổ phòng chống COVID cộng đồng tại các địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình, góp phần tích cực trong công tác phòng chống dịch tại địa phương. Ngày nào cũng vậy, ông Nguyễn Văn Triệu, bí thư chi bộ thôn Vật Cách, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc cũng đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, kiểm tra việc ghi chép sổ nhật ký phòng chống COVID-19. Tuy tuổi đã cao, nhưng ông Nguyễn Văn Triệu đã không quản ngại khó khăn, vất vả. Hàng ngày, ông cùng các thành viên trong tổ đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của COVID-19 và những biện pháp phòng dịch. Trong những cái trường hợp mà công dân của thôn là có cái tình trạng là tiếp xúc gần hoặc là tiếp xúc với F1, F2, thì chúng tôi cũng đều phải làm hết sức khẩn trương và mau lẹ. Từ việc sau khi nhận được cái thông tin thông báo của ban phòng chống dịch bệnh xã thì chúng tôi sẽ tổ chức lực lượng là sẽ tiến hành là bơm thuốc phun khử trùng tiêu độc ở những đối tượng F1 và sau đó là vận động gia đình và cũng tiến hành tổ chức cùng với các cơ quan chức năng là cho đi cách ly tập trung để đảm bảo theo nguyên tắc là thực hiện cái khuyến cáo của Bộ Y tế. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có tổng số 1.370 tổ phòng chống COVID cộng đồng với sự tham gia của hơn 11.186 thành viên. Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên tổ phòng chống COVID cộng đồng đã trực tiếp đến từng gia đình để tuyên truyền cho người dân các nội dung công tác phòng chống dịch một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Gia đình chúng tôi có người đi làm ăn xa ở trong phía Nam, Vũng Tàu. Gia đình chúng tôi nhắc nhở các em, cháu là ở khu vực nào, ở nguyên khu đấy trong giai đoạn phòng chống dịch COVID của cả nước. Thì gia đình chúng tôi cũng thực hiện nghiêm cái chỉ thị chung của Đảng, Nhà nước để góp phần tích cực đẩy lùi dịch COVID. Trong thời gian qua, việc kiểm soát và ngăn chặn đại dịch COVID-19 của tỉnh Vĩnh Phúc được thực hiện có hiệu quả. Đóng góp vào kết quả chung đó có vai trò không nhỏ của hệ thống các tổ phòng chống COVID cộng đồng. Chúng tôi cũng đánh giá cao và cũng đánh giá rất là tích cực đối với các tổ COVID cộng đồng, 189 tổ COVID cộng đồng trên địa bàn huyện Lập Thạch. Thế thì ngay trong cái đợt dịch tháng 4 ấy, thì khi mà mới có dịch ấy, thì chúng tôi cũng báo cáo với huyện ủy, hội đồng nhân dân huyện, tức là trích xuất ngay ngân sách của huyện để mà hỗ trợ cho mỗi cái xã đấy, là 30, 50 đến 80 triệu đồng một xã tùy theo cái mức độ nguy cơ của dịch bệnh. Để mà hỗ trợ cho các cái tổ COVID cộng đồng này người ta tham gia các cái hoạt động chống dịch.
với tinh thần quyết tâm cao nhất chống dịch như chống giặc, cùng sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, tinh thần trách nhiệm của các tổ phòng chống COVID cộng đồng đã góp phần thực hiện mục tiêu kép tại địa phương vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế. Theo lộ trình đề ra tại thông tư 41 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, 100% thẻ thanh toán đang lưu hành của các ngân hàng sẽ phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở của thẻ chip nội địa. Chuyển đổi sang thẻ chip sẽ góp phần bảo đảm an ninh, bảo mật trong thanh toán. Vì vậy, các ngân hàng đang tập trung thực hiện một số biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi thẻ, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Với trên 90.000 khách hàng thẻ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc, BIDV Vĩnh Phúc đang rất nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi thẻ chip của mình. Ngân hàng đã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp chuyển đổi miễn phí, đồng loạt thẻ từ sang thẻ chip nội địa để trả lương cho cán bộ, nhân viên. Đồng thời thực hiện đổi thẻ trực tiếp tại ngân hàng. Khách hàng chỉ cần mang theo thẻ cũ và giấy tờ tùy thân tới ngân hàng để được nhân viên hướng dẫn thao tác. Với những tính năng vượt trội, việc chuyển đổi và phát hành thẻ chip diễn ra hết sức thuận lợi. Với các cái tính năng mới của thẻ chip hiện nay thì đối với công nghệ thẻ chip sẽ được cái thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật bằng vi mạch chip, sẽ lưu giữ được thông tin và hạn chế được tối đa những cái giao dịch giả mạo, gian lận và tăng cường an toàn và bảo mật trong sử dụng thẻ. Thứ hai là đối với công nghệ thanh toán chạm contactless thì thanh toán nhanh chóng, tiện lợi và an toàn hơn rất là nhiều, cộng với là cái thẻ chip sẽ thanh toán được online trên tất cả các cổng thanh toán có liên kết và kết nối với NAPAS. Dự kiến từ nay đến hết năm 2011, BIDV Vĩnh Phúc sẽ phát hành thẻ chip xong khoảng 70% khách hàng sử dụng thẻ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa các khách hàng vẫn dùng thẻ từ sau ngày 31 tháng 12 năm 2021 không thể rút được tiền tại các cây ATM. Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm là tiếp tục sử dụng được thẻ từ cho đến sau 31 tháng 12, cho đến khi có thông báo của tiếp theo của BIDV. Và BIDV sẽ có các cái cách hướng dẫn để khách hàng thực hiện chuyển đổi thẻ từ một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất. Để tạo thuận lợi nhất cho khách hàng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, BIDV Vĩnh Phúc đã cung cấp dịch vụ chuyển đổi thẻ trực tuyến. Theo đó, khách hàng chỉ cần truy cập website của ngân hàng, chọn mục thẻ, dịch vụ thẻ và làm theo hướng dẫn. Tăng cường xét xử công khai tại trụ sở tòa án kết hợp với tổ chức các phiên tòa lưu động tại địa bàn nơi xảy ra vụ án là giải pháp hữu hiệu thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Hoạt động này góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa các loại tội phạm của người dân. Chỉ tính riêng trong năm 2021, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ra xét xử trên 1.100 vụ án hình sự với hơn 2.000 bị cáo phải chịu các hình phạt của pháp luật. Việc tổ chức các phiên tòa không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến các bị can, bị cáo và những người tham dự phiên tòa. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã thực hiện việc xét hỏi, điều tra, tranh tụng công khai theo quy định để làm rõ hành vi phạm tội và người phạm tội, từ đó có căn cứ để định tội và áp dụng pháp luật thỏa đáng đúng quy định của pháp luật để giáo dục cải tạo người phạm tội nhằm răn đe phòng ngừa chung trong toàn xã hội. Xác định việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động là một trong những hình thức tuyên truyền pháp luật hiệu quả, dễ hiểu và mang tính thực tiễn cao, từ đầu năm đến nay, Tòa án Nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã mở 17 phiên tòa xét xử tại các địa bàn nơi xảy ra các vụ phạm tội để đông đảo người dân được biết và trực tiếp theo dõi toàn bộ diễn biến phiên tòa. Thông thường là tòa án sẽ lựa chọn những vụ án điểm mang tính chất trọng điểm cũng như những vụ án mà được dư luận quan tâm để đưa ra xét xử lưu động. Qua đó để người dân nắm bắt được hơn những chính sách pháp luật của nhà nước và có cái ý thức nâng cao pháp luật trong cuộc sống hàng ngày. Việc đưa các vụ án ra xét xử lưu động nơi xảy ra vụ án chính là phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật cho quần chúng nhân dân. Từ đó, người dân có thể tự nâng cao nhận thức của mình về pháp luật và đấu tranh với các hành vi sai phạm trong cộng đồng. Tôi thấy rằng là rất có ý nghĩa giáo dục và ngăn đe cho cộng đồng, đặc biệt là cho con em và các thành viên của tổ dân phố tôi hiểu rõ và hiểu đúng, không vi phạm vào pháp luật như những người bị xét xử.
Giáo dục pháp luật qua hoạt động xét xử là hình thức giáo dục đặc thù và có ý nghĩa quan trọng của tòa án. Ngoài việc tiến hành xét xử nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật tại trụ sở tòa án, việc mở cửa các phiên tòa xét xử lưu động đã có tác dụng răn đe và góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, từ đó hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật.